Ở đây là cô gái mà phục vụ cho một cái nhà hàng có khối lượng khách rất là lớn mà cổ còn phục vụ được, thì huống hồ chi là bên nhà chồng chỉ có ba chồng thôi. Nói dài nhất là khoảng 3 tháng là... 3 tháng luôn hả? Dạ. Dài dữ vậy đó hả? Dạ. Tại vì không hợp. Ra biển rồi có ngủ lại không? Rồi nói chung là phòng ai nấy ngủ, phòng ai nấy ngủ. Chắc vậy nên mới 3 tháng chia tay đó. Chắc vậy. Mình cũng quyết giữ trinh tiết cho mình đúng không? Rồi sao phí quá em trai giới thiệu về mình. Dạ, xin chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Chào em. Em tên là Huỳnh Phi Hùng. Hiện tại là em là luật sư và em đang công tác tại đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà em là luật sư chuyên cái mảng gì? Dạ, em là luật sư là chuyên về mảng là đất đai, hôn nhân gia đình và liên quan với hình sự. À. Dạ. Thôi, mời nhà gái. Dạ, cháu chào chú Quỳnh Linh, chào em chào chị Ngọc Lan. Chào bạn trai bên kia và chào tất cả khán giả. Em tên là Vũ Thị Khánh Lương, em năm nay em 30 tuổi, quê em ở Hải Phòng. Hiện tại em đang là một nhân viên văn phòng của một nhà hàng khoái ở quận 3. Hùng ơi, Hùng ở thành phố Hồ Chí Minh là ở nhà mình với ai? Dạ, hiện tại là em là con một trong gia đình và mẹ em mất rồi, em ở với ba. Ba đang làm công việc gì? Dạ, ba hiện tại là về hưu rồi. Về hưu rồi? Dạ. Giờ chỉ còn có hai ba con thôi. Dạ, đúng rồi. Vậy thì chuẩn bị làm dâu nha cô gái bên kia. Dạ. Trời ơi, đây là cô gái mà phục vụ cho một cái nhà hàng có khối lượng khách rất là lớn mà cổ còn phục vụ được, thì huống hồ chi là bên nhà chồng chỉ có ba chồng thôi. Bây giờ mình nói chút xíu về ưu điểm khuyết điểm đi luật sư. Hiện tại là ưu điểm của em là hòa đồng và rất là hoạt bát trong công việc. Khuyết điểm của em là hơi nóng tính và rất là dễ tin vào bạn bè. Nóng quá thì mình làm gì không? Thì nóng quá thì mình kiếm chỗ nào đó để mình xả xong rồi mình tiếp thôi. Mình đừng xả vô người thân mình nha. Dạ không. Mời nhà gái. Ưu điểm của em cũng là khá hòa đồng, vui tính, có nhiều năng lượng. Nhưng mà nhược điểm của em thì cũng khá là nóng tính. Nóng quá làm gì? Thực sự là sẽ quá lại mọi người đó. Sợ không Hùng? Dạ không. Không hả? Có bao giờ nóng tính với khách chưa? Không dám. Bây giờ hai người nóng với nhau hết á, chút xíu mình bàn vấn đề này nha. Dạ rồi. Dạ. Đường tình duyên của luật sư Hùng sao? Đường tình duyên của em thì là 3 năm cấp 3 của em thì em có thương thầm một bạn. Thương thầm thôi? Dạ, thương thầm một bạn nhưng mà không thành. Sau đó thì bạn đó vẫn biết nhưng mà do mình nhát thì mình không tiến. Không tiến tới? Dạ. Rồi còn mối nào nữa? Sau này thì cũng có một vài mối nhưng mà không có hợp với nhau. Mối dài nhất là khoảng 3 tháng là... 3 tháng luôn hả? Dạ. Dài dữ vậy đó hả? Dạ, tại vì không hợp. Tại vì khi mà quen biết rồi nhưng mà mình cảm giác mình không hợp. Không hợp đúng. Mất thời gian nhau, không? Nãy nói quen mấy mối quên rồi. Vài ba mối thôi. Một vài ba mối mà mối dài nhất là 3 tháng hả? Trong 3 tháng đó làm gì? Thì 3 tháng đó thì đi tìm hiểu rồi đi ăn uống rồi cũng đi ra đi chơi với nhau nhưng mà chơi đâu? Đi ra biển chơi hoặc biển đi luôn. Ra biển rồi có ngủ lại không? Rồi nói chung là phòng ai nấy ngủ, phòng ai nấy ngủ. Chắc vậy nên mới 3 tháng chia tay đó. Chắc vậy. Mình cũng quyết giữ trinh tiết cho mình đúng không? Rồi sao phí quá, nay mấy tuổi quên à? Mới 37 hả? Nhỏ tôi có 1 tuổi, 2 tuổi hả? Phí cả một cuộc đời. Rồi qua bảo coi nhà gái coi. Dạ, chào chú. Chào em gái. Bên kia là một chàng luật sư, cũng hơi nhát gái. 3 tháng không dám kèo nài luôn đó. Mình có mấy mối tình rồi? Dạ, có tính đơn phương không? Đơn phương mấy mối tình? 2. 2? Dạ, có một mối tình đơn phương năm cấp 3. Con có tỏ tình nhưng người ta... từ chối. Từ chối luôn, ta nói sao? Tại người ta cũng đang thích người khác. Trời đất ơi, một cái ca nước. Mà sao con kể lại con vui quá vậy? Còn một tình nữa thì là cách đây 3 năm thì cũng như vậy. Cũng đơn phương luôn. Đơn phương, cũng có tỏ tình. Cũng có tình luôn. Đúng. Rồi ta nói sao? Không phù hợp với cả coi con là một đối tượng khác chứ không phải là người thích. Trời, đối tượng khác là đối tượng nào? Thì người thân người quen chứ không phải là... Người thương. Đúng rồi. Rồi. Vậy thì còn mối tình nào mà mình yêu mà có tương tác không? Tương tác có kèo nài không? Dạ chưa. Vậy hai mối tình vậy trước quốc vậy đó hả? Thì chưa. Ơi, tội nghiệp nhỏ không? Hai đứa trồng veo luôn. Đúng rồi. Thôi bữa nay cố gắng cái mối này mình giữ nha. Mình giữ rồi mình chỉ nữa. Đúng rồi, mình hướng dẫn. Con đi với ai vậy? Dạ, đi với các bạn đồng nghiệp. À, đồng nghiệp ở đâu?
Dạ chào anh Quỳnh Linh và chị Ngọc Lan. Mình là đồng nghiệp cùng làm văn phòng chung với bạn Khánh Lương. Dạ. Thì thấy hai bạn bề ngoài thì cũng tương đối, các bạn đều có những ưu điểm và khuyết điểm cũng khá tương đồng và cũng còn mới mẻ và trong veo, thì cũng có thể là một cơ hội mới để chúng ta có thể cùng nhau làm bạn, cùng nhau đến với nhau tìm hiểu. Rồi, cảm ơn. Nhà trai đi với ai? Dạ đi với đồng nghiệp. Anh Hùng ơi, anh hãy thật sự là mở lòng mình ra đi. Đừng có yêu màu tím nữa và đừng có khóc thầm đi. Em thấy bạn nữ ở bên đây thì rất là hoạt bát, rất là hòa đồng. Đây là một người con gái có thể là... Thay đổi màu cho anh hay gì? Có thể là tâm sự, cũng có thể là những sẻ chia những cái công việc cho anh. Xí, màu tím hả? Dạ, cái này là em hay nói đùa thôi chị. Chứ không phải, ảnh không phải là màu tím. Thiệt không? Dạ, chắc không? Chắc. Nghi lắm, tại vì không, cái chi tiết này là phải nói lại. Màu tím là trend mà đây nè, thấy chưa? Tím vừa thôi chứ không phải tím liền. Tím liền, tím. Đừng sợ. Giờ hỏi thiệt, màu gì? Màu trắng. Em ơi, anh cũng xin đính chính lại là nãy giờ anh Hùng anh nói tất cả những điều đó là thật. Em cũng là đồng nghiệp với anh Hùng một thời gian khá là dài. Thì em nhìn nhận là anh của em thì rất là rụt rè. Em nghĩ là có thể là anh hơi tự ti về cái ngoại hình của anh, là cái gì, cái cân nặng của anh. Nhưng mà em mong là anh Hùng đừng có tự ti về cái cân nặng, tại vì cái tính cách của anh là mọi người rất là yêu và quý anh. Nên là anh đừng có tự ti nữa, anh hãy mở lòng mình ra đi. Và em mong là bạn nữ ngày hôm nay cũng sẽ tạo cho anh một cái cơ hội để có cái sự tìm hiểu và sẽ chia nhau hơn. Rồi, cảm ơn. Rồi, mở rào thôi. Mở rào. Bắt đầu đi Hùng. Cho mình hỏi bạn này. Dạ, em mong rằng bạn thích hơn này. Dạ, em cảm ơn anh. Hôm nay có cái thiệp nha. Em gái tặng bạn trai quà gì đó nói luôn đi. Em không có biết tặng quà gì, thì em có tham khảo ý của đồng nghiệp và gửi tặng anh một cái cà vạt. Và rất may là anh là luật sư, thì em nghĩ là cái này anh có thể sử dụng được. Đúng rồi. Khoe cho khán giả biết là quà của bạn trai tặng bạn gái nha. Một em gấu hoa hồng với trong đây có cái thiệp. Em có muốn bạn gái đọc hay không? Dạ muốn ạ. Rất vui được làm quen với em. Thân tặng em món quà nhỏ, mong rằng em sẽ thích món quà này. Chúc em một buổi tối vui vẻ. Dạ em rất thích quà. Dạ em cảm ơn. Rồi bây giờ thì hai bạn trò chuyện với nhau đi. Lần đầu tiên mình gặp nhau sau ba mươi mấy năm đó. Em nghĩ sao về anh như thế nào? Thực em mới gặp anh đó, nói những cái mà anh chia sẻ thì em thấy là khá giống em, khá là tương đồng với em. Về tình trường rồi về mấy cái tính cách thì em thấy giống. Còn về tìm hiểu sâu thì hiện tại thì em chưa trả lời anh được. Có một điểm là em thích người bụng bự thì em thấy anh bụng bự là... Thấy chưa? Thấy chưa? Thôi rồi, cái này hay nè. Ủa nó nghe sao thích người bụng bự, nói nghe coi. Tại ba em ở nhà thì cũng hơi mập một xíu. Mà ngày xưa hồi bé là ba em hay chở em đi bằng đi xe máy, là em hay ôm bụng ba. Thì nói chung là thích cái cảm giác đó. Đó, thấy chưa, cũng có người thích bụng bự. Đừng ai nói là chê không thích đầu hói bụng bự. Bụng bự cũng có giá trị của bụng bự chứ bộ. Bây giờ mình đâu, đứng lên đứng lên. Về đâu em thử bụng bự em cảm giác sao coi. Sao em sửa họ lắm. Ngồi xe em ơi, ngồi xe. Leo lên xe máy ta chở đi chơi kìa. Bé ơi. Đó thử coi. Rồi. Rồi thử coi, chạy coi. Hợp quá ha. Rồi chạy vòng nữa coi. Quá trời dễ thương luôn á. Đã gì đâu á. Đó, ngồi tới một tí đi. Một ưu điểm mà mình hợp rồi ha, Hùng ha. Bây giờ mình hẹn hò sau đó. Thì nếu mà được hẹn hò thì mong rằng là anh có thể là gặp em hàng ngày, hoặc là cuối tuần thì mình có thể đi một buổi đi chơi nào đó, thì bên em có đồng ý hay không? Em thì sẽ sắp xếp thời gian, mà em rất mong muốn cái người bạn trai chơi thể thao và có thể chơi thể thao với em nữa. Em chơi môn gì? Em chơi môn gì? Có thể chơi, có thể là bơi lội, đá cầu hoặc là đi bộ, là ba môn mà em thích nhất. Cái bơi lội thì anh hiện tại là anh không có biết bơi, em nói rõ luôn. Và đá cầu thì anh đá rất là yếu.
nhưng mà đi bộ anh có thể tham gia với em, hoặc là em có thể tham gia với anh những cái món có thể là đi đánh cầu lông hoặc như thế nào đó. Cầu lông phải được. Bây giờ là mình tiến xa một xíu đi, mình hỏi nhau coi khoảng bao lâu mình định bước tới đó. Nếu mà em đồng ý đi cùng với anh trên một con đường á, thì là anh nghĩ là trong vòng khoảng 6 tháng đến 8 tháng là anh sẽ tiến tới hôn nhân. Thì không biết là bên em có thể chấp nhận được hay không? Trong cái kế hoạch của em thì hiện tại bây giờ em chưa có cái đặt nặng cái hôn nhân. Thì thực sự là em nói là sau 6 tháng sau hoặc là sau 1 năm sau đó mà em có kế hoạch để hôn nhân thì em cũng chưa có hứa được. Thì hiện tại bây giờ trước mắt đó là việc cảm thấy em và anh phù hợp với nhau, chúng ta sẽ tìm hiểu. Và nếu mình cảm thấy phù hợp thì lúc đó em sẽ tiến tới hôn nhân. Còn hiện tại bây giờ để anh hỏi câu đó em chưa dám trả lời. Quan điểm của em thì thấy cũng khá hợp lý. Nhưng mà anh cũng mong muốn rằng em sẽ suy nghĩ là sẽ cố gắng có thể thúc đẩy được nhanh hơn. Vì sao mà em lại muốn kết hôn nhanh như vậy? Có phải là vì mình lớn tuổi không hay là như thế nào? Thì do mình cũng lớn tuổi và cũng hay cũng có chín chắn rồi. Bà có hối không? Dạ, nói chung là trước đây thì là ba mẹ rất là hối. Nói chung là trước khi mẹ mất á, thì cũng có xin phép mẹ là đừng hối việc đó nữa. Hoặc là nếu mà trong quá trình mà trong cuộc đời của mình á, mà không gặp được cái mối duyên nào thì mình sẽ xin phép mẹ trước đó, thì là xin phép mẹ sinh một đứa con nuôi về nuôi để cho có hậu hỷ thôi. Thì mẹ cũng đồng ý cái việc đó. Ra hoàn cảnh bận neo đơn, chắc là ba cũng muốn có gia đình để có cháu ấm bồng đúng không? Cho nó vui đúng không? Dạ. Rồi, bây giờ Hùng tiến tới nắm tay cô gái đi. Tiến tới Lương. Tay em rất ấm. Mà em hơi rung thôi. Nhưng mà em rất ấm và rất mẹ em rất là dễ thương. Và mong rằng anh có thể đi chung con đường với em. Dạ. Lương nói gì với Hùng đi. Thì đối với cái tính cách hay là các thứ thì em có chia sẻ là em cảm thấy anh khá phù hợp với em. Dạ. Tình trường thì em chưa có. Và con người em thì khá là dễ kết thân. Nhưng mà đi sâu vô để tìm một cái người thực sự là hiểu và cái tâm hồn nó hòa hợp thì chúng ta cần có thời gian. Thì em rất hy vọng là em biết là anh có nhiều áp lực trong cái việc để kết hôn. Còn em thì thực sự là em thì không có cái đó. Em thành ra là nếu mà trong trường hợp mà xác định đi và để tìm hiểu nhau thì em mong là anh sẽ cho em thời gian và đừng đặt áp lực đó vào em. Con anh không đặt áp lực với em suy nghĩ thôi. Nhưng mà quan trọng là nếu mà em hợp thì em sẽ tiến đến với anh. Còn nếu mà em cần thêm thời gian thì anh vẫn cho thêm thời gian. Dạ. Rồi, Hùng hát gì đó tặng bạn gái đi Hùng. Em xin phép hát một đoạn. Anh luôn quá giận hoàn toàn luôn. Cứ nhìn mặt bạn gái mà hát. Nếu con xa ngày mai, xin đừng quên có môi tình xanh mãi như đại dương. Vâng thiên em đợi em đêm tuần đêm, người có hay trong vòng tay. Nè, cô gái đó hồi đó về tỏ tình với anh ta không á? Chưa bao giờ được tỏ tình lần nào hết. Em mới nói một câu gì đó nghe nó ngọt ngọt chút xíu coi. Hay quá ông Mai. Nhìn thấy em là rất là dễ thương và rất là dễ mến. Thấy em là cũng là một cái hình tượng đối với anh trong lòng anh. Thì mong rằng là em có thể cho anh được phép là hẹn hò em. Dạ. Dạ em cảm ơn. Rồi, về vị trí. Bye bạn. Bây giờ quyền quyết định là các bạn. Chúng ta kiểm tra lại một lần nữa. Đừng bấm vì bất cứ điều gì. Hãy bấm bằng nhịp đập trái tim của mình. Chuẩn bị. 1 2 3. Bạn gái bấm nhanh hơn bạn trai luôn đó. Nói như vậy để cho Hùng biết nha. Dạ. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau. Không phải bắt tay nữa Hùng. Gì vậy? Nắm tay. Ủa, em bảo chữa xong cho thân chủ em hay gì? Nào, nắm tay về nắm coi. Nắm tay lại. Đang chưa yêu lần nào, không đứa nào biết yêu luôn á. Đó. Trời ơi. Hai tờ giấy trắng. Hai người đã nắm tay thì hai người phải hôn nhau. Một cái nụ hôn trên má nào. Cổ vũ. À dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan cũng như là chào cả quý khán giả hiện tại đang có mặt ở trong khán phòng này, cũng như là cả bên cạnh đó là chào thêm bạn nữ bên kia nữa. Dạ thì em tên đầy đủ là Nguyễn Hồng Khanh, tính ra hiện tại thì cũng là 26 tuổi rồi. Dạ thì em quê người Tiền Giang, hiện tại thì em đang làm
hướng dẫn viên. Rồi, còn bạn nữ của chúng ta thì sao nào? Con xin chào chú Quỳnh Linh, chào chị Ngọc Lan, chào anh trai bên kia và chào khán giả trường quay ạ. Con xin tự giới thiệu, con tên là Mai Thị Thùy Trang. Năm nay con 23 tuổi. Con hiện tại làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Đang là giáo viên. Mình có ưu điểm, khuyết điểm gì Khanh? Cái ưu điểm thì em cũng hơi trung tình một xíu. Khuyết điểm của em thì nó thường hay là nóng tính. Cái công việc của em nó hay đi xa. Thì cứ từ người ta nghỉ lễ là bắt đầu em lại đi. Thì nó không có cái thời gian để cho cái bạn nữ. Mời nhà gái. Ưu điểm của con là con tự lập, biết làm công việc nhà, biết nấu ăn, rồi hay nhiệt tình trong công việc. Còn khuyết điểm của con là hơi bị rụt rè trước đám đông và có phần là hơi cả nể. Con có thể cho một vài cái ví dụ cụ thể hơn về vấn đề này hay không? Cả nể đây tức là trong công việc á, dù là mình bận thật nhưng mà người ta nhờ thì mình vẫn nể và làm hết sức. Rồi lỡ mai mốt đang hẹn hò với bạn trai rồi cái tới giờ hẹn rồi mà sếp giao việc hoặc là bạn bè nhờ công việc rồi làm sao? Cái phần đấy cũng gọi là cái hạn chế của mình thì con cũng cố gắng là sẽ khắc phục. Đường tình duyên của Khanh thế nào nói cho nhà gái biết đi. Đường tình duyên mà lâu nhất á là em quen từ cái bạn đó từ cái lúc mà bạn đó học 12, em mới học đại học. Quen từ khi mà bạn đó học xong 12 lên học 3 năm cao đẳng nữa. Dạ ra làm khoảng 1 năm thì lúc đó bắt đầu chia tay. Thì cái lúc đó thật ra thì cũng còn thiếu một cái nhược điểm đó là tại vì em hơi ghen một xíu. Hơi ghen? Đúng rồi, dạ. Thì từ đó là mình chia tay luôn. Thì em cũng có đi kiếm bạn đó vài lần, như ra tới nhà luôn nhưng mà cũng không gặp. Chủ yếu là đang trốn nhau á. Ngay tránh luôn. Tránh luôn, dạ đúng rồi. Đó, đôi khi một chút nông nổi, một chút bồng bột, một chút bức xúc mà mình không có kiềm chế đó. Dạ. Mình làm mất đi một cái tình cảm mà mình đã nuôi dưỡng bao nhiêu lâu. Tạm thời thì bớt ghen hết với lại bớt nóng tính rồi. Chứ còn cái kiểu đó hoài thì chắc là từ giờ tới già chứ không có ai quen được đâu. Chính xác là như vậy. Còn có một bạn nữ gần đây thì quen khoảng chừng gần một năm thì cái đó cũng chưa gọi bằng tình yêu thật. Tại vì cũng là mới giai đoạn tìm hiểu thôi. Và tới hiện tại bây giờ em cũng không biết là vì cái lý do gì mà lại chia tay nữa. Tự nhiên vậy cái mất liên lạc luôn. Chắc do dịch quá. Tại vì cũng đang có quen còn gắn cháu 6-7 tháng thôi, cũng chưa về nhà. Cho nên là không có đi kiếm nhà được. Rồi, còn tình trường của bạn nữ thì như thế nào? Con có một mối tình thời sinh viên. Mối tình này kéo dài gần 3 năm. Do khoảng cách địa lý nên là chia tay. Xa mặt cách lòng á ha? Dạ. Bây giờ mình muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào, có thể chia sẻ cho nhà trai biết không? Mẫu người bạn trai lý tưởng là cao khoảng 1m65 trở lên. Ngoại hình thì ưa nhìn. Còn về tính cách thì chung thủy. Chung thủy là con đặt lên hàng đầu. Chủ động, quyết đoán trong mọi việc. Rồi bây giờ về ngoại hình thì bên đây là có thể đi qua xác nhận giùm cho. Còn có chung thủy hay không thì không biết nha. Dạ chào nhà trai. Dạ. Mét nhiêu? Lúc trước đi đo ở bệnh viện là 1m68. Lúc trước đo là 1m68 mà sao tự nhiên bây giờ lại hơi không tự tin, bộ nó thung lại hay gì vậy? Không, cũng có nhiều khi đo nó không có chính xác. Có nhiều khi thì đo 1m68, có nhiều khi đợi đo lại nó thấp hơn một xíu. Đúng rồi, có thước là 1m68 nhưng có thước là 67. Đúng rồi, dạ. Có thước 66, thậm chí có thước 69 nữa. Tùy theo thước. Sao nó kỳ vậy? Sao nó còn thiếu, nó biên độ nó rộng quá vậy? Rộng lắm. Thôi đâu, nhưng mà nói chung là cũng đáp ứng được một cái yêu cầu đầu tiên. Đó rồi. Là hơn 1m65 là được rồi. Rồi mặt mũi sáng sủa. Đó. Dễ nhìn mà. Dễ nhìn, dễ thương. Được, hợp lý rồi. Bây giờ cái hình mẫu lý tưởng bạn gái của mình là như thế nào? Cao khoảng 1m55 đến 1m65. Gương mặt thì cũng hơi dễ nhìn. Chỉ biết nấu ăn. Tại vì em ăn cơm ngoài ngán lắm rồi. Rồi, đủ. Đủ rồi đúng không? Xin lỗi nha, nhà gái là hơi bị dư luôn á. Bây giờ mình đi về nè. Nhà trai ta cũng khiêm tốn nhưng ta cũng đủ chứ bộ. Được rồi, để qua tôi thăm nhà gái coi tình hình sao nha. Dạ Khanh chào chú. Chào con, trời dạ. Ơi, bé bi quá hả? Con định bao giờ kết hôn? Dạ con định là khoảng từ 1 đến 2 năm. Hoặc là có thể tiến tới nhanh hơn nữa. Tùy theo cái mức độ tình cảm của hai người. Cái điều gì mà không thích đàn ông không? Con không thích đàn ông là nói nhiều mà làm ít á. Dạ với không chủ động. Mình có nói nhiều làm ít, mình có không chủ động không? Dạ thường thì em là nói đi đôi với làm. Hoặc là có nhiều khi làm trước mới nói. Bên đó thấy có một cái nó hơi lấn cấn, đó là
cái thời gian của bạn đó là giống như nghệ sĩ của chú cháu mình không vậy đó. Không sao đâu, đó cũng là một cái thuận lợi, đôi khi là người ta đi hướng dẫn viên của mình đi theo mình chơi luôn. Cũng đang tìm một cái người mà đi cùng em đi phượt đó. Đó. Sàng cũng rất thích là đi phượt nha. Ừ, thuận lợi, anh ấy biết nhiều nơi, có nhiều kinh nghiệm, dẫn mình đi chơi nhiều nơi luôn ha. Có thể anh ấy làm việc mình theo, mình có thể phụ anh ấy trong công việc của anh ấy luôn, rồi mình trải nghiệm luôn. À, hợp lý. Hợp lý chứ. Mình cho gặp người thân đi, hỏi ý kiến coi sao. Giờ bạn nữ đi với ai nè? Dạ con đi với mẹ với dì ạ. Dạ Ngọc Lan xin được chào nhà gái. Rất vui chào đón mẹ với dì bên nhà gái có mặt ha. Xin chào anh Quỳnh Linh, xin chào MC Ngọc Lan. Bé Trang ấy là một người sống rất là tự lập, thì với công việc thì bé Trang rất là nhiệt tình. Dạ cháu trai bên này thì dì nhìn thấy thì cũng rất là ổn. Thì đến đây mình cũng đã có một cái cơ duyên rồi, cũng mong cho hai cháu có một cái cơ hội để tìm hiểu nhau. Dạ, rồi. Cảm ơn nhà gái. Em trai đi với ai? Dạ, em đi tới có một mình thôi. À, trong mùa dịch này thì hạn chế, thành ra gia đình cũng ít có xuất hiện ha. Dạ, đúng rồi. Được rồi, hôm nay thì sẽ có mọi người đây ủng hộ, chia sẻ. Anh Quỳnh Linh thấy rằng cô bé bên kia đó, một cô gái thì còn trẻ tuổi nhưng mà rất chín chắn, ha, rất nghiêm túc, rất thật. Nữ công gia chánh thì cũng rất là tốt luôn. Dạ. Thì tùy Khanh quyết định hai khi hai bạn gặp mặt nha. Dạ rồi. Thôi bây giờ mình mở rào thôi. Mở rào. Bắt đầu đi Khanh. Thật ra thì anh cũng không biết là tặng cái gì, cho nên là có một món quà nhỏ thôi, mong em nhận nha. Em cũng tặng anh một chút quà do em làm. Dạ. Dạ. Thì bức tranh này thì là bức tranh đính đá do tự tay em làm. Và trên bức tranh này là có đồng hồ và hoa tulip. Thì đồng hồ là minh chứng cho cái thời gian tình cảm của anh với em. Còn hoa tulip này là minh chứng cho cái tình yêu vĩnh cửu. Em cũng muốn là hy vọng là cái tình cảm của chúng ta sẽ phát triển như những cái bông hoa tulip này. Rồi để cái quà đây, mình mở cái quà bạn trai tặng coi. Ok, đẹp quá, quá trời đẹp luôn ha. Dạ. Thì thật sự thì trước giờ anh cũng không có ít khi nào mà mua quà tặng cho các bạn nữ á, cho nên là anh tặng cho em hai thỏi son. Hy vọng rằng tại vì anh thấy các bạn nữ thường hay quý cái son của mình. Dạ. Cũng mong rằng mình cái tình cảm của mình, anh cũng quý tình cảm của mình giống như quý cái son thôi. Dạ em rất là cảm ơn món quà của anh. Rồi. Dạ. Rồi, mình về vị trí ngồi đi các bạn. Đứng trước mọi người thì em nói chuyện được, nhưng mà gặp bạn nữ khó nói quá. Tốt nhiên như du lịch mà. Nếu như mà bạn nữ này á là khách của em á thì em vẫn nói chuyện bình thường, nhưng mà gặp bạn nữ mà đang tìm hiểu như thế này thì bối rối. Nó hơi khó, đúng, dạ bối rối, khó nói chuyện. Dạ vậy thì cho em hỏi trước, cái ấn tượng đầu tiên của anh khi mà mở cái rèm ra thì nhìn em như thế nào ạ? Thì nhìn em xinh. Tức là có giống với cái tưởng tượng của anh không? Được khoảng là 80%. Tại đó thì em thấy là rất là tốt, ổn rồi. Quan điểm tình yêu của em là biết lắng nghe, biết chia sẻ, biết đồng cảm. Chỉ vậy thôi, còn anh thì sao ạ? Thì anh cũng dạng kiểu cũng biết lắng nghe. Nhưng mà có nhiều lúc thì dạng như là nóng quá thì nó hay mất lý trí lắm. Có nhiều khi mà mình nói xong mình không biết là mình đang nói cái gì trong đó nữa. Thì hiện tại thì cũng đã khắc phục rất là nhiều rồi, nhưng mà nó cũng dạng như cũng còn, chứ không phải là hết hẳn. Không, cái này nói luôn nha, tôi nói thay cho bạn nữ luôn, đó là không thông cảm được trong cái vấn đề nào. Bạn phải bỏ được cái tính nóng đó thì tôi mới gả. Chứ còn mà bạn nói bạn còn chút xíu là tôi cũng không an lòng để mà tôi gả đi đâu. Đúng đó Khanh, là đàn ông á đôi khi cũng có những cái sai lầm. Dạ đúng rồi. Nhưng mà khi mà chúng ta nhận thấy điều đó nó không đúng, không phải, và điều đó gây ra hậu quả rất là nghiêm trọng á, thì chúng ta phải tìm cách nào đó bỏ đi. Theo cảm nhận của con là con thấy bạn này là một cái người rất là dễ bị tổn thương. Dạ đúng rồi. Cho nên chỉ cần một lời nói mà nó lệch lạc đi là người ta tổn thương liền. Mà phụ nữ mà tổn thương rồi á thì nó khó để mà lấy lại được cái tình cảm nguyên vẹn như ban đầu lắm. Họ có thể bỏ qua được
nhưng họ không có quên được. Đúng vậy ạ. Cái đó cho nên là phải bỏ cái chuyện này thì mới được, chứ còn nếu mà còn chút xíu nóng tính là không được. Tại sao em có thể với khách hàng em chiều chuộng được, khách hàng họ khó khăn bao nhiêu em cũng chiều chuộng được, nhưng tại sao về nhà với vợ với bạn gái em lại không chiều được, đúng không? Đúng đó, chị Lan nói câu này rất là hay. Thật ra thì rút kinh nghiệm là ngay chính bản thân mình cũng có những lúc như thế, nhưng khi xong tự nhiên mình thấy mình xấu hổ quá. Đúng, mình nghĩ như mình thế, tự trách và bản thân mình, trách mình xấu hổ và mình nói không được không được không được không được. Những lúc mà nóng quá đó mình tìm cách nào để mình bỏ đi ra ngoài hay làm cái gì đó. Dạ thì em tại em cũng có làm theo cái cách đó, nhiều khi mà cảm thấy nóng quá hoặc là khách hàng nó áp bức mình quá, bắt đầu mình bỏ đi. Biết nhận là tốt rồi. Rất là cảm ơn một cái là bạn này nói rất là rõ về vấn đề của mình, từ thời gian làm việc này cho tới cái tính tình của mình đó, cho nên đó là một cái điều rất là cảm ơn bạn vì bạn chia sẻ rất là thẳng thắn. Tiến tới bạn gái, nắm tay bạn gái nào, nhìn mắt bạn gái hát nó tình cảm chút xíu nào. Vậy em hát được à? Đừng có ngại gì chứ, nào tiến tới nào nhút nhát gì, hơi nhát gái chút xíu. Rồi thì có lẽ ông trời đã cho mình quen biết nhau, có lẽ ông trời đã cho mình yêu mến nhau. Nếu muốn mai này em được hạnh phúc ấm, em chỉ còn một cách, em phải bằng lòng yêu anh. Cha trái đất này không ai hiểu em bằng anh, cả thế giới này không ai yêu em bằng anh. Hãy cho cơ hội được. Ủa? Dạ được rồi. Trời ơi, đáng phiêu luôn. Cứ nắm tay như thế. Dạ đến đây thì em cũng xin đọc 4 câu thơ để tặng anh. Trong cái bài thơ Sóng. Sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu, em cũng không biết nữa, khi nào ta yêu nhau. Trời, cứ mặc sóng mặc gió, chúng ta cứ yêu nhau thôi. Giống như tinh thần của Xuân Quỳnh là yêu. Nắm tay, cứ nắm tay. Còn... Khanh cứ nhìn bạn gái, nói tất cả những suy nghĩ của mình, những cái gì mà nãy giờ mình nghĩ trong lòng đó. Thì cũng mong là mình có một cái tình cảm nó tốt đẹp, cũng như là lâu dài. Cũng đã lớn rồi, chứ cũng không có còn phải là nhỏ nữa. Thì có một cái tình cảm lâu dài để mà mình có thể tiến tới nữa. Thì nếu mà đồng ý thì sau ngày hôm nay thì mình có thể là bắt đầu tiếp tục cái tình cảm của mình. Thì em đến đây em cũng muốn cho mình một cái cơ hội, nên là em sẽ cho anh và em một cái cơ hội để chúng ta có thể, trước tiên là chúng ta có thể là bạn bè, sau đó nếu mà tiến tới lâu dài thì càng tốt ạ. Dạ. Rồi, trở về vị trí các bạn. Bây giờ thì hãy để tay vào nút bấm. Nếu thật sự rung động á thì chúng ta bấm ngay cái nút đó. Còn nếu như không rung động thì mình không cần bấm, nhưng nút bấm cho người khác. Một, hai, ba. Bạn trai rất là quyết liệt nha. Khi vừa nói là bạn ấy bấm ngay, không chờ đợi gì cả. Thấy chưa, một chút bối rối nhưng trái tim của bạn ấy rất là nóng và đập rất nhanh. Hãy nắm tay thật chặt. Hôm nay các bạn đã chính thức hẹn hò với nhau. Hãy xin phép mẹ với dì cho phép tụi con bắt đầu hẹn hò với nhau. Dạ thì chào cô với chào bác. Ngày hôm nay thì con cũng tới đây con gặp em rồi. Thì nếu mà gia đình mình đồng ý thì cho phép em xin, con xin được bắt đầu tình cảm với em. Dạ thì con hứa là con chăm sóc em, cũng như là quan tâm lo lắng cho em rất là nhiều. Ok, hy vọng là người lớn hôm nay cũng ủng hộ hai đứa. Chúc các bạn sẽ hạnh phúc, chúc các bạn sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Bây giờ thì nhà trai, nhà gái đều cách nhau có cái hàng rào thôi. Chúng ta cùng trao đổi, nói chuyện lớn lên cho hai bên cùng nghe nha các bạn nha. Dạ. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ, em là đầu tiên em xin kính chào anh Quyền Linh, chào em, chị Hồng Vân và các bạn khán giả ở trường quay và bạn nữ bên kia. Em tên là Hoàng Ngọc Vũ, năm nay em 28 tuổi. Hiện tại thì em đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Vũ làm gì Vũ? Dạ em làm lập trình viên và marketing online. Chúng ta sẽ giới thiệu về bản thân mình nào. Dạ em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh, chào em, tất cả vị khán giả có mặt ở trường quay ngày hôm nay. Em tên là Jessica, năm nay em 26 tuổi. Em đang làm designer và editor của Trung tâm Tư vấn Du học Âu Mỹ. Oh. Dạ. Em đến từ Đà Lạt. Vậy đó. Và hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Vũ
có ưu điểm khuyết điểm gì mình nói cho bên nhà gái nghe đi. Dạ, ưu điểm của em thì em là một người sống rất là tình cảm, rất là quan tâm đến gia đình. Tốt. Và em mà đã muốn làm cái gì á thì em sẽ quyết tâm làm đến cùng. Đó là những ưu điểm của em. Còn về mà khuyết điểm của em á thì thứ nhất là em có hút thuốc, cái thứ hai á là em rất là kén ăn, tại vì nhiều khi mà mẹ em nấu mà em còn chê tại vì không có hợp khẩu vị của em á. Thôi thôi, mẹ nấu mà không hợp khẩu vị biết ai nấu mà hợp đây. Còn mình rồi. Thì sao nè? Dạ em xin phép nói về khuyết điểm của em trước ạ. Dạ khuyết điểm của em là do cái tính chất công việc của em là làm thiết kế cho nên em phải thức khuya nhiều quá chị. Dạ do thức khuya với lại để làm deadline á cho nên tối ngủ em hay bị nói mớ em hay bị nghĩ là bị đồng nghiệp dí hay là sếp dí. Còn cái khuyết điểm thứ hai của em là mỗi lần đi coi phim á là em hay để ý những cái hiệu ứng hơn là để ý xem là nội dung của phim như thế nào, hay dở, diễn viên đẹp hay xấu. Cho nên người ta đi coi phim với em thì người ta hơi bị chán. Một cái nữa em cũng biết nghĩ nó là ưu điểm hay là khuyết điểm nữa, đó chính là em ăn nhiều nhưng mà không có mập được. Trời ơi, cái đó ưu điểm đó cưng. Ôi, không có khuyết điểm một chút xíu nào hết trơn. Ở đây không ăn mà hít không khí, không còn mập đây nè. Muốn chết vậy đó. Giờ ưu điểm mình là gì nè? Dạ, ưu điểm của em thì hơi nhiều chút. Đó là em có thể tự độc lập tài chính, em tự kiếm ra tiền, lo cho bản thân và lo được cho gia đình em. Dạ, ngoài ra thì em nấu ăn ngon nhỉ. Ngày hôm nay em có chuẩn bị một cái món bánh cho em tự làm. Em muốn mời hai MC cùng với anh trai bên kia. Mình đã bắt đầu độc lập về tài chính từ năm bao nhiêu tuổi? Dạ em đã độc lập từ tài chính từ năm 22 tuổi sau khi em tốt nghiệp đại học rồi. Và em đã từ cái thời điểm đó là em đã gửi tiền về lo được cho gia đình. Có nghĩa là lo được cho gia đình luôn. Dạ, đúng rồi. Quá giỏi, xuất sắc nha bạn trai, nghe xuất sắc nha. Em độc lập tài chính từ năm 18 tuổi rồi chị ơi. Vậy là xuất sắc hơn, càng tốt em ơi. Dạ. Giờ mối tình của mình thì được mấy mối tình rồi? Dạ em thì em có một mối tình sâu đậm nhất là một mối tình 8 năm. Và em đã chia tay được 1 năm rồi. Lý do? Dạ thì lúc mà bọn em yêu nhau thì không có vấn đề gì hết. Mà khi ra làm chung thì mâu thuẫn nhiều. Và anh đó không bảo vệ được cho em và bọn em chia tay. Vậy hai đứa làm chung chỗ hả? Dạ đúng rồi. Làm chung chỗ hoặc là gắn khích luôn, hoặc là thế nào cũng có xung đột, tại vì mỗi người sẽ có một tư tưởng quan điểm khác nhau. Dạ. Mấy mối tình này nói cho bà mối nghe đi. Dạ em chào chị Hồng Vân. Em đã trải qua hai mối tình. Hai mối ha? Dạ vâng, hai mối. Một mối thì là em đơn phương năm lớp 8. Thôi thôi. Em đơn phương năm lớp 8 mà đến bây giờ em cũng vẫn, cái đấy là mối tình sâu sắc nhất của em. Còn cái mối tình gần đây nhất thì em chia tay cách đây 2 năm. Mối tình đó mấy năm? Mối tình mà năm lớp 8 hả? Không, mối tình mối tình chia tay thì mới quen được có khoảng gần năm. Gần năm. Dạ. Gần năm mà chia tay 2 năm rồi thì cũng không có gì là sâu sắc rồi đúng không? Dạ vâng, tại em chỉ có ấn tượng nhất là mối tình năm lớp 8 mà em yêu đơn phương người ta thôi chị. Vậy đó hả? Dạ. Bây giờ vẫn còn yêu không? Hay là bây giờ hết rồi chị, tại bây giờ mình chỉ nhớ về cái ký ức thôi chị. Đó là những ký ức đẹp thôi. Dạ. Em thích cái mẫu người con gái như thế nào? Nãy giờ em nghe bạn này tâm sự thì em có nghĩ là mẫu người bạn gái của em phải như thế không? Em thì tại vì em chưa nhìn thấy khuôn mặt giao diện của bạn nên em cũng chưa có biết được. Tại vì thường thì em thích một người con gái là biết nấu ăn là em thích rồi đó. Và thứ hai nữa là hiền lành, biết quan tâm chăm sóc với gia đình, biết vun vén cho gia đình là em thấy ok rồi chị. Chị là chị là em nhớ nha, chị bạn đó là designer đó. Mấy cái người như vậy chắc lành lắm á. Hả? Lành lắm á. Em sợ nhất là những người lăn, tại vì là em nhìn là em sẽ hết hồn, tại vì người ta design á là về cách ăn mặc, về gu ăn mặc của người ta rất là có gu rồi. Bạn có cái hình mẫu lý tưởng nào hình cụ mẫu thể á? Hình mẫu lý tưởng nếu mà xét về bạn vẻ ngoại hình đó chị thì cỡ Mizu. Dạ. Rồi có cần giỏi giống như Mizu không? Không cần đâu, bình thường là được chị, chỉ cần ngoan hiền, giao diện dễ thương, đừng có chỉnh sửa Photoshop nhiều ấy. Tức là em thích nét đẹp tự nhiên đó chị. Đừng chỉnh sửa tự nhiên truyền thống. Nhưng mà bây giờ người ta là vừa giỏi mà vừa có cái nét của Mizu thì theo em thì sao? Vừa giỏi vừa có nét Mizu hả? Tại vì nếu mà vậy em sợ em bị lép vế thôi chị ơi. Thế thì xin mời ông. Rồi xin để mời xem ông. Coi dạ, dạ. Mi gì đây? Anh giúp em. Đừng mi sói à, được. Em chào anh Quyền Linh. Trời ơi, dễ thương, dễ cưng. Dạ. Giống người Nhật quá nhờ. Dạ, em là người Hoa à. Người Hoa dạ. Hả? Dễ thương. Cảm ơn anh. Ở bên bên đây nghe em nói thì dạ. Biết rằng em là một người cũng rất là năng động. Dạ. Và biết tự lập, biết kiếm tiền ha. Tự lập cho riêng bản thân mình như là tốt rồi. Nhưng với đàn trai thì em yêu cầu như thế nào? Em muốn một chàng trai thế nào, em có thể diễn tả thử xem. Dạ, về ngoại hình thì em không có yêu cầu gì hết. Bởi vì nhiều khi
mình yêu cầu một người đẹp quá thì người đó cũng không có thể là dành cho mình. Vì em quan niệm là một chàng trai quá đẹp thì nó sẽ không có chung thủy. Em chỉ cần là em không. Nhìn em yêu là được. Em nói câu này thì sai đó. Em nói một chàng trai quá đẹp là không chung thủy, không đúng đâu. Có những người rất đẹp nhưng họ rất là chung thủy. Có đôi khi có những người không đẹp mà họ không chung thủy. Cái này cũng tùy theo con người chứ đừng mình đừng nói đẹp là không chung thủy ha. Chứ đẹp như chị Hồng Vân đó, chị cũng chung thủy lắm chứ bộ. Người ta đang nói con trai, người ta không có nói đến phụ nữ. Mình nói phụ nữ ai cũng chung thủy hết trơn á, 80% là phụ nữ chung thủy rồi. Còn hồi nãy là anh Linh anh nói là nói ảnh á, em không biết đâu, ảnh biện hộ cho ảnh á. Quan niệm của em á là ở nhà chỉ cần một mình em đẹp là đủ rồi. Đúng rồi, xung quanh mình á mình đẹp là được rồi. Dạ. Chồng mình đẹp cũng không hơn. Dạ. Không hay. Thì đó không có quan trọng. Nhưng mà suy nghĩ lại nha, anh nghĩ rằng á ai cũng có cái này cái kia, đừng nói là đẹp không chung thủy là được. Để tôi nói cho anh Linh á, có coi cái gì quên rồi, Đồng Tiền Xương Máu chưa? Thời điểm nó đẹp dễ sợ, đẹp lắm luôn mà rất chung thủy luôn, mà rất là giỏi giang luôn. Đó, không phải là đàn ông đẹp là không chung thủy đâu. À dạ. Đó, yên tâm đi hả? Dạ. Nói về em mối tình em tâm. Em trong cái trường hợp may mắn như vậy. May mắn chứ, mình phải tự tin là mình sẽ là người gặp may mắn. Đúng em rồi. Yên tâm. Khang nghĩ là gì? Cái duyên số thôi. Dạ. À, còn phần ta chia tay là cái phận thôi. Dạ. Cái phận không có hợp nhau. Đấy 8 năm như thế mà vẫn chia tay. Có người sống tới 90 tuổi ta còn ly dị mà. Nói nghe nè. Gì vậy bánh hả? Nhân nhà gái thì tôi xin mời ông một cái bánh với lại bạn bên kia một cái bánh. Mời vài cái được không? Không. Rồi nhận xét giờ ông thích ăn gì tôi lấy. Hả? Tôi không đưa cho ông cầm cái hộp. Thích ăn gì đưa nè? Cho bạn trai ăn trước đi. Đó mọi người ơi, đẹp lắm luôn. Trời cô gái ơi. Tự tay em làm đúng không? Dạ đúng. Tự tay cô gái làm nha. Em nhìn đi. Bánh nhiều màu sắc xuất đi. Xuất sắc. Để coi bạn trai ăn cái gì. Em ăn cưng cái ơi, đi cho. Em đang thèm. Không, bỏ tay ra. Trời ơi. Dạ. Chị em lấy cái này chị. Cái có cốm, có cốm á chị. Cốm phải không? Rồi dạ, dạ. Ok. Lấy đúng cái mình thích ta. Thôi vậy thôi em nhờ anh Quỳnh Linh để em lấy cái. Đây có tới hai cái cốm lận. Em là giai chính mà. Có hai cái cốm lận đó. Rồi ăn đi xong rồi cho. Không. Rồi cho nhà gái tôi biết. Kèo quá. Đúng rồi, đúng ra phải đưa mình hết hộp á. Ờ mình ăn thử đi em, kệ đàn trai mình thưởng thức đi em. Thưởng thức. Ăn trời ơi có gì đâu mà ấy. Ngon quá, nhìn ngon quá. Nhìn kèm. Chị cũng ăn. Nhìn kèm ngon quá. Ngon. Ngon thì bên nhà gái tôi nói là nếu mà anh Linh thích thì là bạn sẽ làm, bạn ship tới tận nơi cho anh. Còn cái nữa rồi. Không. Bây giờ là không có cho. Lo làm việc đi. Lo làm việc. Chúc con gái nữa nha. Lo làm việc. Ngon quá. Sao bạn trai thấy sao nè, cho cảm xúc coi nè. Đưa đây bỏ thùng rác cho. Ngon chị ơi, cho em xin thêm một cái nữa chị ơi. Ngon à. Đó thì để nói cho bạn biết là bạn khó ăn đúng không? Bên đây là bánh là rất là khó làm để mà vừa miệng người khác đúng không? Mà bạn đã vừa miệng bạn rồi cho nên chắc chắn là khi nấu những bữa cơm bình thường ở nhà là chắc chắn là sẽ rất là điêu luyện đúng không? Đúng không? Được, bạn trai chịu quá. Đó, bên nhà gái tôi có quyền chảnh. Tôi có quyền chảnh nè. Rồi, được. Bây giờ vậy em hình dung cái người con trai ngồi bên rào bên kia như thế nào? Trong tưởng tượng của em là có thể là anh đó cao 1m8. Mét mấy? Mét 8 hả? Mét 8 hả? Có mét 8 không anh? Không em ơi. Xuống. Dạ mét 7 cũng được. À, mét 7 hả em? Được. Dạ. Cỡ đây. Mét rưỡi được không em ơi? Em nghĩ là anh có mắt 2 mí hả anh? Anh có mắt 2 mí không? Anh mắt 2 mí nhưng mà mét rưỡi được không em? Ủa hồi nãy em mới nói mét 7 mà. Không mà ý anh hỏi á là mét rưỡi được không? Cũng được không sao. Cũng được. Em chỉ cần con trai giỏi. Nghe thôi. Cũng được, nó hơi bị miễn cưỡng em. Rồi nè, mắt được chứ sao được. Nữa? Để cho người ta tưởng tượng tiếp nè, sao nữa nè. Dạ em nghĩ là anh tóc anh nhiều. Đúng. Không, nó được. Cũng hơi nhiều. Cỡ anh Quyền Linh không anh? Hơn anh Linh. Chị hơn. Lấy chị đảm bảo hơn anh Linh. Thôi, mới cắt tóc quà đó. Cái người đó tuổi già sức yếu rồi là tóc phải ít đi chứ. Đâu có thể nào bằng nam thanh niên kia được. Chờ tuần sau để biết. Rồi sao nữa nè, tưởng tượng dạ, nữa không? Em nghĩ là anh đang mặc một cái áo sơ mi và một cái quần tay. Mang đôi giày tay. Đúng không anh? Áo sơ mi thì có nhưng quần... Sao? Đúng chứ người ta. Quần tay là không có nghe. Quần jean rách. Quần jean rách hả? Không sao, cá tính. Tại em làm designer, em thích những người cá tính. Ok. Rồi. Thôi nói chung nãy giờ tưởng tượng nó hoàn toàn không có giống bên này. Có mà, có mấy mí mà đúng không? Có mà. Có. Nhưng mà đại khái là có nhiều thứ không giống lắm. Dạ. Thôi được rồi, kể đó tưởng tượng thôi. Dạ. Chúc gặp tính sau. Dạ. À, nói chung bên đây cũng sáng sủa lắm á. Dạ. Một người phong trần, cũng thư sinh, đẹp trai,
cũng giỏi, kiếm tiền từ 18 tuổi. Bên đàn gái cũng giỏi, hôm nay hai đứa đều giỏi hết. Thôi. À, ngày hôm nay em có thiết kế một cái này. Dạ. À, em đừng em đừng đứng lên, lộ hàng hết, lộ hàng. Đây, hãy nói với chị, em gửi cho ai? Dạ, em muốn gửi cho anh trai bên kia. Ừ, dạ. Gửi với thành ý gì? Dạ, nó chỉ là lời nhắn của em để gửi cho anh đó thôi. Lời nhắn hả? Dạ. Lời nhắn hay hâm dọa anh? Hai tay đàng hoàng, bên đây người ta trân trọng. Lời nhắn của bên nhà gái dạ. Gửi cho bên đàn trai. Đàn trai xin phép nhận. Có kèm bánh nữa tốt. Đúng rồi, đúng rồi. Đọc đi em. Dạ. Đọc đi rồi nhớ mãi. Đọc đi rồi cho ý kiến nha. Đúng không? Em cần cái đó đúng không? Dạ. Đọc lớn lên. Anh à, em là một cô gái bình thường nhưng chắc chắn sẽ khác với tất cả các cô gái khác. Em là người không ngại học hỏi và chăm chỉ để đạt được mục tiêu. Trong công việc em hoàn toàn có thể làm hậu phương hỗ trợ cho anh với tất cả năng lực của em. Trong cuộc sống sau này em sẽ sát cánh cùng anh để chăm sóc gia đình, cùng anh san sẻ từ việc con cái cho đến gia đình và ba mẹ hai bên. Em đang tìm kiếm người đàn ông có thể chưa có gì trong tay ngay bây giờ, nhưng chắc chắn sau này phải có chí tiến thủ, phải có trách nhiệm với gia đình và lo lắng được cho tương lai. Em không ngại cùng anh vượt qua khó khăn, nhưng anh phải chắc chắn một điều. Anh phải thật sự cố gắng hết mình cho cả hai để không phải vì chuyện miếng cơm manh áo mà sau này nặng lời với nhau. Điều thứ ba, em đưa ra thử thách này. Nếu anh đồng ý, em muốn cùng anh đặt mục tiêu cho tụi mình là anh sẽ đạt được thành công trong công việc và sẽ có được mức lương thu nhập ở con số 30 triệu một tháng. Anh đừng lo lắng. Không phải là bây giờ, không phải mình anh cố gắng sẽ có cả phần của em trong đó nữa. Anh chấp nhận thử thách này của em không? Em nói lương em nhiều tháng? Dạ. Nói chơi cái coi nè. Lương em hả? Ừ. Khoảng nhiều tháng? Khoảng bằng cái mức lương bạn đang yêu cầu được. Bằng mức lương không? Dạ. Có khi nào hơn không? Cái này bí mật anh. Lập trình viên là lương cao lắm nha. Vâng. Tôi nói cho các bạn biết, lập trình viên hiện nay tôi có thuê lập trình viên rất nhiều rồi. Làm một tháng từ 60 triệu đến 80 triệu chưa chắc người ta nhận luôn. Bạn này bạn sao đó chứ 30 đâu, triệu. Bây giờ bạn bao nhiêu? Bạn lương bạn bao nhiêu? Chắc chắn từ 50 triệu trở lên. Không, nhưng mà hồi nãy bạn nói là bạn bao nhiêu? Bạn nói bạn đang 30 triệu. Thiệt không vậy? Thấy không bạn thiệt. Có bị khiêm tốn không vậy chè? Khiêm tốn đó. Giữ đi em. Thử thách này đã vượt qua. Rồi thôi bây giờ gặp người thân đi cưng. Rồi ý kiến người thân nha. Cô gái đi với ai vậy? Dạ em có đi với chị đồng nghiệp mà chị ở chung nhà với em. Chị đồng nghiệp ha. Chào chị đồng nghiệp. Chào cô Hồng Vân và chú Quỳnh Linh và mọi người trong trường quay. Thì cháu là đồng nghiệp cùng với lại cơ quan của Thúy và ở cùng nhà với em ạ. Thì Thúy thì là cô gái rất là, thực ra bạn cũng cá tính nhưng mà bạn sống rất là nội tâm và tình cảm. Đó thì Thúy nhìn thì có vẻ là dịu dàng thế thôi nhưng mà bạn khá là cứng rắn á. Và trong công việc thì bạn cũng là rất là quyết liệt. Đó và Thúy thì không ngại những cái chuyện như là thức khuya để làm việc hay là gì đó. Và yêu cầu của khách hàng, của đối tác thì lúc nào bạn cũng hoàn thành đầy đủ. Và tài chính thì do là rất là chăm chỉ thành ra là không có thể tự lo cho bản thân của mình á. Và bạn nói là cái mức lương mà 30 triệu mà hai người cộng lại thì là bạn khiêm tốn thôi. Tại vì Thúy thì đôi khi là cũng có những cái tháng mà cái lương của bạn nó cũng tầm đấy hoặc là vượt qua luôn, tại vì Thúy rất là chăm chỉ á. Thì với cái bạn trai bên này thì chắc là khá là hợp với lại cái yêu cầu của Thúy á. Thúy nói là Thúy không yêu cầu ngoại hình thôi, nhưng mà Thúy rất là thích những cái bạn mà ngoại hình sáng sủa, nhìn vừa mắt của Thúy á. Đó thì em chỉ thấy, cháu thấy là bạn bên này thì khá là hợp với Thúy. Có điều là thấy bạn Thúy nhà em thì hơi ít nói với lại bạn hơi nội tâm, dễ bắt nạt ấy. Bạn bên này thấy lanh quá cô, sợ là về bạn bắt nạt Thúy á. Rồi cảm ơn bạn nữ. Rồi bây giờ xin mời bạn trai, bạn đi với ai vậy? Dạ em đi với lại anh họ của em ạ. À, mời anh. Dạ em là anh họ của Vũ. À, em chào chị Hồng Vân với chào anh Quỳnh Linh với các bạn trong trường quay. Thì em là anh họ của Vũ, cũng ở gần nhà Vũ. Thì được biết Vũ là sống tình cảm, vui vẻ. Còn cái tính mà lanh á, thì do cái đặc thù cái công việc của em á, làm trên online với lại tiếp xúc khách hàng nhiều á, thì em có cái cảm thì những cái tính tình nó hơi năng động một xíu. Dạ. Còn vấn đề em nói về tương lai á, thì Vũ có chia sẻ với em á, là Vũ cũng đã chuẩn bị cho cái ngày những ngày sắp tới nếu mà lập gia đình rồi. Cho nên nếu mà em gái có cái yên tâm về vấn đề đó, tại vì
Vũ cũng hay chia sẻ với anh điều đó. Yeah. Rồi, cảm ơn anh. Thôi bây giờ mở rào cho hai trẻ gặp mặt đi nha. Đúng rồi, mở rào thôi. Rồi, chúng ta sẽ có một cuộc đối thoại trực tiếp giữa hai người. Mở rào. Em rồi nói. Bình tĩnh, tự tin, quyết thắng. Dạ. Tiến lên. Tiến lên nhận quà, trao quà nào. Mình có món quà tặng bạn. Dạ, em cảm ơn. Tại mình tính mua hoa á, nhưng mà mình lại thấy bạn như một đóa hoa rồi, cho nên là mình đứng tặng đó, quà đứng đó bạn. Đứng đó mở quà đó luôn. Dạ. Hai bạn đứng đó nói chuyện mở quà đó xem. Em tặng anh bức tranh em vẽ về Đà Lạt đó anh. À đẹp. Anh có đi Đà Lạt bao giờ chưa anh? Anh đi đúng một lần năm học cấp 3, tại vì anh ít khi đi du lịch xa, tại vì mỗi khi đi xa là anh thấy nhớ nhà. Cho mọi người xem bức tranh đi. Dạ đây. Quà. Wow. Rồi, đứng nào, cái Vũ. Quà của bạn trai là gì bạn. Nào? Dạ, em cảm ơn anh. Quà của anh đa dạng. Anh tặng em một con gấu bông. Dạ. Một cái lắc tay. Dạ. Với lại một cái đồng hồ thông minh. Với lại một cái lọ đựng hoa để em trưng trong phòng cho đẹp. Với lại có một cái tấm thiệp. Em mở ra em xem. Đọc tấm thiệp đi, đưa cái quà đây chị cầm. Dạ. Rồi. Em cảm ơn. Người cô đơn trái tim rất dễ tổn thương. Nếu em không ngại hãy để anh làm mảnh ghép còn lại trong trái tim em nhé. Dễ thương quá anh. Bình thường anh nói chuyện cũng ngọt ngào vậy. Không, bình thường anh thường anh nhắn tin hay anh ghi ra giấy thì anh ngọt thôi, chứ nói chuyện anh ngại nói ngọt lắm. Rồi cất vô đây đi nào, xong rồi mình trò chuyện với nhau đi nào. Dạ. Ngồi. Rồi. Dạ. Chúng ta bắt đầu trò chuyện đó các bạn. Cảm nhận về nhau. Lần đầu tiên các bạn gặp mặt, nãy giờ mình trò chuyện rồi, bây giờ mình gặp trực tiếp đó, mình cảm thấy thế nào? Em có giống như trong anh tưởng tượng nãy giờ không? Thì cũng giống á. Anh nghĩ ở sau bức màn nãy giờ em là một người ngoại hình như thế nào? Thì anh nghĩ là em một người ngoại hình nhỏ nhắn. Dạ. Dễ thương, xinh xắn. Có giống như cái mẫu người mà anh muốn, có giống như Mizu không anh? Cũng được. Không phải, cái Mizu là chẳng qua là anh đưa ý tưởng vậy thôi, nhưng mà không phải giống 100% được. Dạ. Em cũng là bộ tiêu chuẩn của anh, đúng cô của anh. Em có nhận xét gì về anh không? Nói chung em rất là thích con trai năng động, và em thấy anh cũng làm nghề liên quan tới công nghệ giống em rất là thích. Dạ. Với lại em thích con trai đem mắt kiến nữa, hồi nãy không nói. Đem mắt kiến nhìn tri thức. À, vậy dạ. Thì không biết là em có ý định mà lập gia đình sớm không, hay là em dự định muốn của là anh mình tìm là bao giờ lập gia đình? Không, dự định của anh thì anh tôn trọng quyết định của bạn nữ, nhưng mà theo anh á thì mình tìm hiểu kỹ á, thì mình lúc mà mình lấy nhau thì nó đỡ được những cái giống như là những cái mâu thuẫn. Tại vì nếu mà mình quen mà 2-3 tháng mình lấy nhau liền thì nhiều khi có mâu thuẫn dẫn đến lục đục á. Dạ. Thì anh đang muốn hỏi em là theo em thì quan điểm mà về hôn nhân gia đình, ví dụ như thời gian mình quen nhau rồi mình lấy nhau thì em muốn sinh bao nhiêu đứa, thì em có thể chia sẻ với anh không? Theo em á thì cái chuyện quen lâu hay không nó không quan trọng bằng cái chuyện mà đủ duyên nợ thì mình đến với nhau. Dạ. Còn sinh bao nhiêu đứa cái đó là chờ cho rồi anh. À, không, nhưng mà cái theo nguyện vọng của em á. Dạ, chắc là 2 đứa, có trai có gái. Đúng mà rồi, nói chung em thích con gái. Tại vì anh thấy sinh vậy thôi dễ dạy. Dạ. Chứ sinh nhiều quá khó quản lắm em ơi. Dạ. Khó quản lý á. Nhưng quan trọng là anh có lo được hết hay không? Không không, thì sinh là chắc chắn phải lo được rồi. Nhưng mà em đang sống ở trong 3. Sài Gòn luôn hả? Dạ. Em sống với ba mẹ hay là sao? Em sống với chị ở dưới. Em thuê nhà ở chung với chị. À, em thuê nhà ở chung với chị. Dạ. Còn ba mẹ em ở dưới? Ở Đà Lạt anh. À, Đà Lạt hả? Dạ. Anh cũng thích Đà Lạt lắm á. Nhưng bây mà giờ anh có lý do để đi Đà Lạt rồi đó. Thì đó, anh không ngại đến Đà Lạt đâu. Anh chỉ cần em đi cùng anh thôi. Dạ. Nhưng mà thì đúng, tại vì trước anh có đi Đà Lạt, nhưng mà đấy là năm cấp 3, anh có đi đúng một lần rồi. Còn sau đó đi là anh không có đi Đà Lạt. Dạ. Tại vì không có ai đi cùng với anh hết á. Lâu nay em cũng đi về Đà Lạt và đi có một mình thôi. Em cũng muốn có người đi cùng với em. À. Nhưng mà em thường, nếu mà em có thích đi du lịch không? Dạ có anh. Thường thì em đi du lịch thì em đi xa không, hay là em đi... Em chỉ đi trong nước thôi. Không, anh biết rồi, trong nước, nhưng mà ý là em đi bằng xe máy, đi phượt, dạy đi phượt hay là em đi như nào? Em không có thích đi phượt lắm.
Cái đấy giống anh á. Dạ đúng. Tại rồi. Vì ngồi xe lâu mệt dạ, lắm. Dạ đúng rồi. Cái thời gian đó mình có thể dùng để đi chơi nó thoải mái hơn là thời gian ngồi xe nó rất là mệt. Dạ. Đúng rồi. Tại vì anh thường nếu mà anh đi du lịch là anh phải đi máy bay không à, chứ anh đi xe là anh chịu, anh không đi được điểm xe. Điểm đó anh với em hợp nhau rồi. Nhưng mà thời gian rảnh em hay làm gì? Dạ thời gian rảnh thì em đi tập gym hoặc là đi bơi. Dạ. À em có thích xem phim đọc truyện hay là em có thích nghe nhạc hay gì không? Dạ cũng có. Em có hay đi ăn uống với bạn bè? Dạ có, em chỉ đi ăn với hội chị em bạn dì của em và đi shopping. Nói chung là cuộc sống của em quay quanh chị em bạn dì của em thôi. Hoặc là phòng gym, hoặc là công việc, vậy thôi. Anh thì lúc trước anh có tập gym nhưng mà anh nghĩ cũng chắc cũng nửa năm anh không tập gym rồi. Anh thì bình thường anh làm việc á, anh ngồi máy tính một ngày có khoảng mười mấy 20 tiếng là anh ngủ ít. Nhưng mà cái sở thích của anh á là đọc truyện, xem phim với lại anh nghe mấy cái nhạc nào mà hay hay thì anh hay edit lại mấy cái video để xong anh up lên Facebook anh. Để lâu lâu anh vô anh nghe. Thì sau chương trình đó em add Facebook anh là em sẽ biết được anh làm anh hay là up gì trên Facebook á. Em cũng hay dựng phim. Hai đứa nói nhau về cái tiêu chí này em đề ra đó. Dạ. Bàn cái tiêu chí này đề ra. Em có gì em có hỏi gì anh không? Những cái nãy em viết trong đó anh có cảm thấy là yêu cầu quá cao không hay là quá sức đối với anh hay không? Không, những cái yêu cầu trong đó thì không có quá sức đối với anh đó. Dạ. Cũng đó là những cái mà đúng khi mà xác định mà lập gia đình á. Dạ. Tương lai của hai vợ chồng con cái rồi gia đình ba mẹ hai bên đó, thì đó là những cái đó đúng, không có gì mà phải bàn cãi hết á. Dạ. Chúng ta quan điểm về hôn nhân gia đình thế nào, mỗi người chia sẻ với nhau đi. Theo em chia sẻ chứ anh nhường cho em á. Dạ. Nói chung là em rất là cần một người đàn ông chung thủy. Em chỉ cần là anh yêu một mình em thôi được không? Em không có thích là anh thả thính với mọi người xung quanh. Em biết xung quanh là có rất là nhiều người đẹp, nhưng mà em cần anh chung thủy với em, anh làm được không? Cái đấy thì được, tại vì anh thường anh về nhà, anh ở trong nhà mà anh ít ra ngoài đường lắm. Tại vì thường mà anh đã đi ra khỏi nhà là anh chỉ có đi siêu thị mua đồ ăn. Dạ. Hoặc là anh đi mua đồ ăn thôi, chứ anh không có đi chơi, cũng không có bạn bè gì nhiều hết á. Đa số là đối tác của anh là bên nước ngoài. Em là người gốc Hoa đúng không? Dạ đúng rồi. Em có biết tiếng Trung không? Dạ biết ít ít thôi anh. Dạ. Tại vì đối tác của anh cũng có người bên Trung rồi người bên Mỹ nữa. Dạ. Thì nếu mà em biết thì sau này về hỗ trợ anh. Vợ chánh rồi mua chi. Dạ. Có nhà vợ ở trên đó rồi. Hai em quen mất hay rồi quen mất. Dạ. Rồi đó thôi, chị thấy là bạn này bạn không có rồi. Quen nói những cái lời hoa mỹ. Dạ. Rồi, chúng ta quay ghế ra phía trước. Nãy giờ chúng tôi đã để thời gian cũng khá dài để các bạn có thể trao đổi về rất nhiều thứ. Được sự chia sẻ từ người thân cùng với trao đổi về cảm xúc, chúng ta đi đến quyết định xem có đồng ý hẹn hò với người đối diện hay không. Nếu như chúng ta cảm giác đây thật sự là một sự rung động thì chúng ta cho phép trái tim mình ấn nút, còn nếu không thì không cần ấn nút. Quyết định bấm nút là phải có trách nhiệm với điều đó. Chuẩn bị 1, 2, 3. Hết thời gian. Tốt rồi. Dạ. Hồi hộp quá. Hai người có thể nắm tay nhau được rồi. Bắt đầu từ giây phút này, các bạn đã đồng ý hẹn hò với nhau trên sóng truyền hình, trước mặt bạn bè, bà con, thậm chí người thân, người nhà của các bạn nữa. Những cái gì chúng ta hứa từ nãy giờ, nó là một biên bản về tình yêu không thể thay đổi được. Nếu chúng ta làm đúng như thế, chắc chắn rằng mối tình này sẽ được thăng hoa. Đơn giản là như thế. Rồi thôi mình nắm tay nhau. Đi cưng, nắm tay đi. Đó. Rồi thôi mình trao nhau cái nụ hôn đầu tiên đi cưng. Anh cho phép hội này em nhé. Anh nghĩ cô bé cũng là một cô gái rất là hiện đại ha. Hai đứa rất là dễ thương luôn. Nếu như được sự hỗ trợ của bạn bè, của người thân thì anh nghĩ rằng mối tình của các bạn sẽ rất là tuyệt vời luôn. Chúc các bạn sớm hiểu nhau, yêu nhau và đi đến một cái kết là về chung một đội nha. Dạ. Yên tâm, về đội của em thì không phải suy nghĩ nhiều đâu. Về đội của em thì sướng lắm. Rồi, đứng xếp đây. Đứng xếp đây, xếp đây bạn. Vẫn cứ nắm tay nhau, đừng buông tay ra. Đúng rồi. Chúng ta đã đồng ý hẹn hò rồi, cứ nắm chặt tay nhau để vượt qua nhiều giông bão của cuộc đời. Để dạ. Cùng đến một cái đích, đó là tình yêu thương với nhau. Dạ. Rồi. Nhân đây thì em cũng cảm ơn anh Quyền Linh, chị Hồng Vân và ekip chương trình. Và đặc biệt là chị Trúc biên tập đã giúp đỡ em tìm được một bạn mẫu với một bạn một người nữa. Bạn một nửa một còn nửa lại của em thật Trúc đúng không? Ý của em là chị Trúc biên tập á. Dạ.